Ngày 10 tháng 9, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tại các cánh đồng giáp biên giới Campuchia của các xã Nhân Hưng, An Phú, huyện Tịnh Biên và khu vực xã Vĩnh Tế, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc đã có nước lũ xâm sắp các cánh đồng. Một số người dân đã tranh thủ đặt giớn để đánh bắt cá linh và các loại cá đồng đầu mùa lũ. Còn ở các kênh Vĩnh Tế và các con rạch nội đồng giáp biên giới đã có nước phù sa đục ngầu đổ về. Người dân khu vực đã tranh thủ đặt giớn khắp các kênh rạch để đánh bắt cá đồng. Một số người dân khác lại tranh thủ đặt lợp ếch để mưu sinh mùa lũ. Nhiều ngày qua, trên địa bàn tỉnh An Giang liên tục xuất hiện mưa vừa và mưa to ở một số khu vực đã làm mực nước trên các nhánh sông cũng tăng cao. Tuy nhiên năm nay dự báo lũ nhỏ và đến trễ hơn một tháng. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, từ nửa cuối tháng 8, mực nước các trạm thượng nguồn sông Mekong gia tăng trở lại. Tổng lượng dòng chảy sông Mekong về đầu nguồn sông Cửu Long qua Tân Châu, Châu Đốc có khả năng ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm. Khu vực đầu nguồn sông Cửu Long, đỉnh lũ trên sông Hậu tại Khánh An, Châu Đốc và trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng ở mức cao hơn báo động 1 từ 0,1 đến 0,3 m. Thời gian xuất hiện vào nửa đầu tháng 10. Khu vực nội đồng tứ giác Long Xuyên, đỉnh lũ năm nay có khả năng ở mức cao hơn báo động 1 từ 0,1 đến 0,3 m. Thời gian xuất hiện vào nửa đầu tháng 10.